Xin chào mọi người. Thì đây là hơn 2.000 cặp bồ câu thì mình đang nhốt chung như này để chuẩn bị giao cho khách hàng ở tận Côn Đảo cơ. Và bồ câu này được mình lựa nuôi chung này khoảng 1 tháng rồi. Thì mình trộn chung như này để khi mà mình giao cho khách hàng thì mình sẽ bắt cặp bồ câu ấy, để tránh xảy ra cái tình trạng là trùng huyết. Và khi mà trùng huyết thì bồ câu nuôi rất là khó lớn và nó không đạt năng suất đấy. Thì khi mình trộn chung như này thì khi mình bắt cặp thì mình sẽ không để xảy ra cái tình trạng được. Và đây là cái giống bồ câu Titan Thái Siêu Thịt, và cái giống này hiện nay thì có thể nói là nhiều người nuôi nhất thì nó rất là chất lượng. Nó chất lượng hơn bồ câu Pháp rất là nhiều. Và mình nhốt chung như này thì khoảng 1 tuần nữa thôi thì mình sẽ giao hàng. Và thì khi mà giao hàng xong thì mình sẽ nuôi ở trong lồng như này các bạn này. Đây, bồ câu mà khi mình lựa cặp xong thì mình sẽ nuôi ở trong lồng. Một lồng thì mình nuôi khoảng 2 con thôi. Tại vì nuôi ở trong lồng như này thì nó sẽ đảm bảo được cái năng suất đấy. Nhốt ở trong lồng thì nó không bay, không di chuyển được nhiều. Chính vì vậy nên nó chỉ có lo ăn và lo đẻ thôi. Và nó không có bay được nhiều. Chính vì thế nên cái năng suất của nó, trọng lượng của nó cũng tốt hơn so với những cái loại bồ câu mình nuôi thả. Đây, giống ở trại mình có bồ câu Titan Thái Siêu Thịt này, Pháp cũng có này, và bồ câu gà Mỹ nữa. Nói chung rất là nhiều loại. Mình nhốt cái này thì cái diện tích lồng của mình cũng, đây các bạn thấy đây, cái lồng của mình thì mình mua sắt về mình tự làm luôn nên nó cũng rất là bền. Và nhiều người theo mình nghĩ là nuôi nhốt chung số lượng lớn thì nó cũng không có đảm bảo chất lượng đâu. Đây là cái loại bồ câu mà nhiều người họ nuôi thì họ nhốt chung này các bạn này. Theo mình đánh giá là nuôi thế này thì sẽ không chất lượng các bạn nhé. Tại vì khi mình nhốt chung này có một cái vấn đề xảy ra, đó là bồ câu nó tranh nhau ăn, và con thì ăn ít, con thì ăn nhiều. Và ngoài ra cái vấn đề ăn uống nó không chiếm cái tỷ lệ lớn trong cái việc mà bồ câu không chất lượng. Cái vấn đề lớn đó là bồ câu nó sẽ đánh nhau nữa, đánh nhau trong lồng. Chắc chắn là cái vấn đề này sẽ xảy ra rồi. Với lại bồ câu sẽ di chuyển rất là nhiều, nó bay, rồi nó đánh nhau. Với lại là cái kinh nghiệm của mình nuôi bồ câu hơn 20 năm rồi thì mình sẽ nuôi nhốt ở trong lồng. Một lồng thì tối đa khoảng 2 con thôi. Như clip như cái phần trước thì mình cũng trao đổi với các bạn đấy. Với một cái nữa mà mình nuôi thả trong một cái diện tích mà nhiều con như thế này nữa thì nó xảy ra một cái tình trạng nữa, đó là cái môi trường sống của nó bị ngột ngạt. Và chính vì ngột ngạt như thế thì nó không thoải mái để phát triển á. Thế các bạn có thể để ý này, những cái con bồ câu như thế này thì nó cũng, trọng lượng của nó khi mình nhìn thấy nó cũng không có to, rõ ràng nó không to này. Đây là những cái hình ảnh mà mình ghi lại được thôi, tại vì quay bằng điện thoại thì nó cũng hơi mờ ấy, nên các bạn thông cảm với cái hình ảnh này. Nhưng mà cái mục đích của mình đó là mình trao đổi về cái kinh nghiệm nuôi thôi. Tại vì mình nuôi bồ câu cũng hơn 20 năm rồi. Thì ở cái trại của mình ấy, thì khoảng hơn 60.000 cặp và mình không hề nuôi như thế này. Cái lồng của mình thì một lồng tối đa 2 con thôi. Nhưng các bạn đã thấy mình không hề nuôi này. Và nhiều người có hỏi mình sao tại sao không nuôi thả. Nhưng mình nghĩ nuôi thả không thể nào mà chất lượng được bằng mình nuôi 2 con một lồng. Đây các bạn này, các bạn cũng có thể thấy là mình nuôi đây, ở trại của mình thì mình nuôi khoảng một lồng khoảng 2 con thôi. Và chính như vậy thì nó mới sinh trưởng và phát triển tốt được. Và mình cho ăn rất là đều đặn ở trong những cái khay đấy thì nó không thể xảy ra cái tình trạng đó là tranh nhau ăn và thiếu thức ăn được. Vì khi mà mình nuôi ở trong lồng tối đa 2 con này thì cái môi trường sống của nó cực kỳ thuận lợi. Tại vì nó chỉ có 2 con thôi, có con trống và con mái, và nó hoàn toàn có cái môi trường để nó có thể sinh trưởng và phát triển tốt. Và chính vì mình nuôi như này thì nó đẻ lứa của nó rất là dày và nó thích hợp để nuôi con của nó hơn. Khi mà nó đẻ ra thì mình đem trứng đi ấp, mà khi mà trứng nở xong thì mình quay trở lại cho nó nuôi con. Thì chính vì mình nuôi trong cái môi trường của mình thì nó rất là phát triển các bạn nhé. Đây, mình chia sẻ những kinh nghiệm của mình.